mỗi năm lượng viết chì được sản xuất ra đủ để có thể vẽ được 60 vòng tròn quanh trái đất. Một đầu viết chì được dùng để viết và đầu còn lại dùng để gom. Tuy nhiên, với thử thách này, người chơi sẽ phải cố gắng tâng những cây viết chì vào trong những chiếc ly đã được bố trí sẵn. Người chơi phải hoàn thành được 7 lần. Không hoàn thành trò chơi trong 60 giây, bạn sẽ thua cuộc.